Xin chào và chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình trong hôm nay nhá. Chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và nhiều niềm vui nhá. Ok. Hôm nay là mình sẽ ăn món nói chung là bữa trưa của mình nhá. Bữa trưa của mình thì có một cục thịt to mọi người áp chả đấy, coi như là cũng như là cái ăn mừng đi, ăn mừng kênh mình đạt được 400 người đăng ký mọi người ạ. Mình cảm ơn 400 bạn nhé, hơn 400 bạn đã đăng ký kênh của mình nhá. Ok, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, hôm nay thì mình nói chung là món áp chả với cơm, nói chung đây là bữa trưa của mình thôi đấy, các bạn ạ. Đấy, ok nhá. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cái nội dung video nhá. Ok, let's go. Đây nhá. To chưa? Mời mọi người nhé.
Xin chào và chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình trong hôm nay nhá. Chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và nhiều niềm vui nhá. Ok. Hôm nay là mình sẽ ăn món nói chung là bữa trưa của mình nhá. Bữa trưa của mình thì có một cục thịt to áp chả đấy, coi như là cũng như là cái ăn mừng đi, ăn mừng kênh mình đạt được 400 người đăng ký mọi người. Mình cảm ơn 400 bạn nhé, hơn 400 bạn đã đăng ký kênh của mình nhá. Ok, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, hôm nay thì mình nói chung là món áp chả với cơm, nói chung đây là bữa trưa của mình thôi đấy, các bạn ạ. Đấy, ok nhá. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cái nội dung video nhá. Ok, let's go. Đây nhá. To chưa?